Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Manchester City với Crystal Palace 21 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2022, vòng 4 ngoại hạng Anh. Sau khi giành trọn 6 điểm, ghi 6 bàn thắng và giữ sạch lưới ở hai vòng đấu đầu tiên, Man City đã bất ngờ giẩy chân trong chuyến làm khách trước Newcastle để rồi phải nhường ngôi đầu bảng cho Arsenal. Trở về thánh địa Etihad ở vòng đấu tới để tiếp đón đối thủ dưới cơ Crystal Palace, mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola đương nhiên chẳng gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn. Dù đó là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của The Citizen, tuy nhiên chưa chắc để Bruyne cùng các đồng đội đã có thể tạo ra một thắng lợi giòn giã với cách biệt nhiều hơn 2 bàn. Sở dĩ nói vậy là bởi Crystal Palace là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Sau 10 cuộc chạm trán gần nhất, Man City đã chỉ thắng được Crystal Palace vỏn vẹn 5 trận. Tại ngoại hạng Anh mùa trước, Crystal Palace thậm chí còn bất bại và giành tới 4 trên 6 điểm từ 2 lần đối đầu Man City, trong đó bao gồm thắng lợi 0-2 ngay tại Etihad. Cần biết, đó đã là lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất để XG không thua tại xào huyệt của The Citizen. Cản bước nhà đương kim vô địch là điều rất khó, thế nhưng Crystal Palace hoàn toàn đủ khả năng thắng kèo châu Á. Niềm tin dành cho những vị khách càng được củng cố, bởi Crystal Palace đang ngày một tiến bộ dưới bàn tay của huấn luyện viên Patrick Vieira. Trong ngày ra quân, dù để thua Arsenal 0-2 ngay tại Selhurst Park, nhưng Crystal Palace đã thi đấu không tệ và có nhiều thời điểm dồn ép người hàng xóm đến nghẹt thở. Sang vòng đấu thứ 2, Wilfred Zaha và các chiến hữu đã khiến Liverpool phải rất chật vật mới giữ được một điểm ở lại Anfield 1-1. Đến vòng đấu vừa qua, họ thực sự đã có một màn trình diễn bùng nổ trên sân nhà khi để bẹp Aston Villa với tỷ số đậm 3-1. Với phong độ hiện tại, đại diện của thủ đô London hứa hẹn sẽ gây ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch Man City. Với kèo châu Á Man City chấp 2.0, anh em nên cân nhắc kèo dưới. Trước kèo châu Á, Crystal Palace được chấp 2.0 full time. Trong chuyến làm khách tại St James Park, Man City đã có những thời khắc đánh mất sự kiểm soát và để cho Newcastle vùng lên dữ dội. Tuy nhiên, ngay cả khi bị trích chòe dẫn ngược với tỷ số 3-1, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola chẳng những không hề hoảng loạn mà còn cho thấy sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Chỉ 6 phút sau bàn thua thứ 3, Man City đã có bàn rút ngắn cách biệt và chỉ cần thêm 4 phút để quân bình tỷ số. Tuy không thể giành trọn 3 điểm, thế nhưng phẩm chất của nhà vô địch đã được Man City khắc họa vô cùng rõ nét. Sau hai lần ôm hận trước Crystal Palace của Patrick Vieira ở mùa giải trước, Pep Guardiola cùng các học trò chắc chắn đã rút ra được không ít bài học. Dù hứa hẹn có một ngày thi đấu khó khăn nhưng tin rằng bản lĩnh của nhà vô địch sẽ giúp The Citizen giữ được 3 điểm ở lại Etihad. Chốt kèo châu Âu, Man City thắng. Với đẳng cấp vượt trội, một thế trận kiểm soát thuộc về Man City là điều có thể dự báo trước. Tuy nhiên, trước lối chơi chắc chắn và lý lượng của Crystal Palace, có lẽ 90 phút sắp tới tại Etihad khó xuất hiện cơn mưa bàn thắng. Nên nhớ hai màn đọ sức ở mùa giải trước đều chứng kiến Man City bất lực trong việc chọc thủng lưới của Crystal Palace. Ba cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội đều không xuất hiện nhiều hơn 2 bàn thắng. Với kèo tài xỉu 3.25, anh em nên cân nhắc cờ xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.25 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Crystal Palace được chấp 2.0 full time. Kèo châu Âu, Man City thắng. Kèo tài xỉu 3.25 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Man City 2 Crystal Palace 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.